Đúng không ạ? Chúng ta đến với phần 2 của cái vòng thủ scan. Ở đây sau khi trắng chơi nước E4, đen chơi nước D5, trắng ăn. Lúc này thì đen sẽ không lấy hậu để ăn lên, mà đen chơi mã F6. Mục đích của đen sẽ là lấy mã để ăn tốt D5 của trắng và tạo một quân mã ở trung tâm. Trong trường hợp này trắng có hai sự lựa chọn chính. Thứ nhất đó là trắng chơi nước D4, và thứ hai đó là trắng lên tượng B5 để chiếu. Thì ở đây giữa hai trường hợp chúng ta xét trong video này. Bên cạnh đó thì giả sử trắng trên nước mã C3 thì rõ ràng nước mã này thì sẽ không bảo vệ được quân tốt, vì lúc này đen có hai mũi tấn công là hậu và mã. Đến đây thì đen sẽ ăn như bình thường. Trong trường hợp trắng lấy mã để ăn lên thì hậu đen sẽ ăn lên. Và lúc này trắng sẽ chơi thế nào? Trắng sẽ lên hậu F3 để đổi hậu với đen. Nếu đen ăn thì trắng sẽ được nước lên mã. Tất nhiên thì đen sẽ không ăn, mà đen sẽ lùi hậu về ô C6. Lúc này mà trắng ăn thì đen lại được đường lên mã. Vì vậy thì trắng sẽ không ăn. Và nếu trắng không ăn thì đen sẽ tấn công và tốt ở C2. Từ đây thì trắng lại tốt lên C3. Khi đó thì đen sẽ chơi nước tốt E5 để kiểm soát ô D4. Ở đây chúng ta thấy thế trận của hai bên là cân bằng. Thậm chí đen còn có thể là phát triển hơn một chút với quân tượng lên D6, sau đó có thể nhập thành trước cả trắng. Và chúng ta thấy là rõ ràng cái lựa chọn trắng lấy mã để ăn mã của đen là lựa chọn không hay. Thay vào đó thì chúng ta chơi quân trắng, chúng ta có thể lên tượng C4. Khi đó thì đen sẽ lùi mã về ô B6. Trắng có thể chiếu đen lên tốt C6. Hoặc không thì trắng có thể lùi tượng về ô B3. Và nhìn chung thì ở cờ này trắng không có nhiều lợi thế. Và đây chúng ta thấy là trong trường này lựa chọn lên mã ở C3 là một lựa chọn không tốt cho trắng. Thay vào đó thì có hai trường chính, đó là trắng sẽ lên tốt ở D4 và lên tượng ở B5. Chúng ta xét trường đầu tiên, đó là trắng lên tốt D4. Khi đó thì đen sẽ lấy mã để ăn tốt. Lúc này trắng phát triển mã lên F3, đen ghim tượng G4, trắng lên tượng E2, đen chơi tốt E6 để lên tượng và nhập thành. Trắng nhập thành, đen có thể lên mã ở D7. Trắng lên nước C4 để đuổi mã. Mã đen lùi về ô F6. Trắng lên mã C3 và đen chơi tốt C6. Trong lần này các bạn có thể thấy đó là ván đấu đã được biến đổi về thế gambit hậu. Và các nước tiếp theo thì chúng ta chơi hai bên nó sẽ giống như là gambit hậu. Trắng có thể lên hậu ở C2, đen thì lên tượng E7 hoặc là D6 nhập thành. Và nhìn chung thì nó sẽ có rất là nhiều điểm giống với thế gambit hậu. Thì vừa rồi đó là trường hợp trắng đẩy tốt lên D4, sau đó là đẩy tốt tiếp lên C4, và nó có rất nhiều điểm giống với thế gambit hậu. Ở trường thứ hai này chúng ta xét, đó là trắng sẽ chơi tượng B5. Nước tượng B5 được sử dụng rất là nhiều. Ở đây thì trắng chiếu và đen có hai sự lựa chọn. Thứ nhất là đen có thể lên tượng để trắng, và thứ hai là đen có thể lên mã để trắng. Nếu đen lên tốt thì trắng sẽ ăn. Và lúc này thì đây, đen lấy mã lên chẳng hạn, thì ở đây đen đã bị thiệt hơn một tốt. Và cờ đen cũng chưa gây được nhiều sự nguy hiểm cho cờ trắng. Chúng ta sẽ không xét trường hợp này, mà chúng ta xét trường hợp giả sử đen lên mã D7 để trắng. Lúc này giả sử trắng lên mã ở C3 thì đen sẽ đuổi tượng trắng lui về A4 chẳng hạn. Đen tiếp tục đuổi về nước B5, tượng trắng lui về, và lúc này thì đen sẽ chơi mã B6. Ở đây chúng ta thấy là đen có 3 mũi tấn công quân tốt và trắng chỉ có 2 mũi bảo vệ. Vì vậy trắng sẽ rất khó để bảo vệ quân tốt ở D5. Lúc này giả sử trắng mà lên hậu F3 thì đen sẽ lên tượng B7. Và nhìn chung thì hoặc không thì đen có thể lên tượng G4. Và nhìn chung thì trắng sẽ vẫn mất tốt, và đen thì có một quân mã ở trung tâm rất là mạnh. Trong trường này thì khi đen lên mã, trắng sẽ không lựa chọn lên mã ở C3, mà thay vào đó trắng sẽ chơi nước C4 để bảo vệ cho tốt D5. Khi đen đuổi tượng thì trắng sẽ lùi tượng về. Đen tiếp tục đuổi thì trắng sẽ lấy tốt để ăn. Lúc này thì đen sẽ không lấy tốt ăn lên, mà đen lấy mã để ăn tốt D5 của trắng. Trắng sẽ lên mã
để đổi với mã của đen. Nếu đen ăn thì trắng sẽ lấy tốt ăn lên và cấu trúc tốt của trắng sẽ rất mạnh. Lúc này thì đen sẽ không ăn mà đen sẽ nhảy mã về B6 đuổi tượng. Cương trắng sẽ lùi về ô C2. Đen ăn tốt và trắng lấy mã ăn lên. Ở đây thì cờ trắng rõ ràng là lợi thế hơn vì trắng đã bắt hơn được một tốt. Lúc này đến đen đi thì đen sẽ chơi nào? Đen sẽ chơi tượng A6 để đuổi mã. Mã của trắng sẽ lùi về ô C3. Lúc này thì đen sẽ đẩy tốt lên E6. Đuổi lên tượng, mở đường cho hậu và tượng nhập thành. Và trong trường hợp này thì tượng của đen đã kiểm soát cái đường chéo nhập thành của trắng. Và để nhập thành thì trắng sẽ phải lên mã ở E2. Đen phát triển hậu lên H4. Trắng đuổi hậu. Hậu đen lùi về ô H5. Trắng lên tượng E4 để đuổi xe. Xe đen ra ô D8. Trắng nhập thành. Đen lên mã E5. Có thể là nhảy vào ô F3 để chiếu và đổi với tượng của trắng. Đến đây thì trắng đuổi hậu với nước mã F4. Đen đuổi hậu và trắng lấy xe ăn sang. Ở đây thì trắng hơn một tốt, tuy nhiên thì các quân của đen lại phát triển hơn và thế trận có thể đánh giá là cân bằng. Vừa rồi là đen lấy mã để trắng. Bây giờ chúng ta sẽ trường hợp thứ hai, đó là đen lấy tượng để trắng. Lúc này thì nếu tượng trắng đổi với tượng của đen thì đen sẽ lấy mã ăn lên và lúc này không tốt cho trắng vì đen được lợi đường phát triển mã. Thay vào đó thì trắng sẽ lùi về ô C4 để bảo vệ cho tốt vì tượng đã chắn đường của hậu và lúc này thì mã của đen sẽ không thể ăn được tốt. Đen sẽ đuổi tượng với nước tốt lên B5, tượng trắng lùi về B3 và các bạn thấy là ở cánh hậu của đen rất khó phát triển vì có quân tốt ở D5. Lúc này thì đen sẽ buộc phải hy sinh một tốt để đổi với tốt D5. Đó là đen sẽ chơi nước tốt C6. Khi đó thì trắng sẽ ăn và đen sẽ lấy mã ăn lên. Và ở đây chúng ta thấy là trắng đã hơn một tốt so với đen. Tuy nhiên thì cờ đen lại phát triển hơn. Các nước tiếp theo thì trắng sẽ phát triển mã và nhập thành. Đến đây thì đen sẽ chơi nước E6. Trắng nhập thành. Đen lên tượng D6. Và trắng chơi tốt D4. Thì nhìn chung ở thế trận này được đánh giá là hai bên cân bằng. Và vừa rồi chính là trường hợp mà đen lựa chọn lên mã ở F6. Lúc này thì trắng có hai sự chọn, đó là lên tốt ở D4 và lên tượng chiếu ở B5. Trong video này chỉ là hai ví dụ nhỏ, còn trên thực tế thì có rất nhiều các trường hợp khác có thể xảy ra. Và thông thường thì nếu các bạn muốn bảo vệ tốt ở D5 thì các bạn sẽ chơi nước tượng chiếu ở B5. Tuy nhiên thì trường này thì cờ đen sẽ phát triển hơn cờ trắng. Mặc dù cờ trắng hơn một tốt nhưng mà cờ đen sẽ phát triển hơn. Còn nếu các bạn mà không muốn bảo vệ tốt này thì các bạn sẽ phát triển quân mạnh hơn với nước D4, sau đó là C4 để tấn công đen. Khi đó thì bản đấu sẽ được chuyển về giống với thế gambit hậu. Và vừa rồi là một vài trường hợp các bạn có thể gặp trong thế phòng thủ scan của đen. Cuối cùng là chào bạn.